Vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 86 tập thể và 87 cá nhân đã có những đóng góp trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, khu vực phía Bắc năm 2014. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã điểm lại tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, những đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu năm 2014. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hy vọng các tập thể cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu sẽ ngày càng nỗ lực phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để xuất khẩu của Việt Nam trong những năm sau phát triển bền vững, góp phần to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.